Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình tại Trung tâm Đào tạo Lập trình Santech. Ở tutorial này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ngôn ngữ HTML. Và ở bài học đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tại sao chúng ta phải sử dụng HTML trong lập trình web. Thì để trả lời cho câu hỏi này, tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu vào một số ví dụ sau. Đầu tiên, tôi sẽ mở trình duyệt lên. Tôi sẽ mở một số trang web lên. Cụ thể là ở đây là trang cp.com.vn, VN Express và một trang nữa là trang VinFast. Đó, thì đây là ba trang web. Các bạn có thể nhìn thấy ba trang này với ba bố cục khác nhau, ba nội dung khác nhau và hình ảnh cũng rất khác nhau. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một việc, đó là chúng ta sẽ xem mã nguồn của cả ba trang. Tôi sẽ mở đồng thời mã nguồn của cả ba trang này lên. Đó, tôi kéo lại gần nhau để các bạn có thể xem được. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu từ mã nguồn của trang CP. Các bạn nhìn thấy, đây là mã nguồn của trang cp.com.vn. Thì toàn bộ cái mã nguồn này, nó sẽ cấu thành lên cái nội dung của trang CP. Đó. Tiếp theo sang trang VN Express, các bạn cũng nhìn thấy nó tương tự. Đây là toàn bộ mã nguồn của trang VN Express. Và toàn bộ cái mã nguồn này, nó sẽ cấu thành lên cái nội dung của trang VN Express. Đối với trang VinFast cũng tương tự như vậy. Đây là toàn bộ nội dung mã nguồn của trang VN Express. Thì những mã nguồn này nó sẽ chuyển đổi toàn bộ những cái nội dung trong mã nguồn sang cái nội dung mà người dùng có thể nhìn thấy. Các bạn có thể nhìn thấy ở ba trang này đây và mã nguồn tương ứng của nó đây. Đó. Các bạn nhìn thấy sẽ có một đặc điểm chung. Đó là các bạn nhìn thấy chữ HTML, một thẻ HTML. Ví dụ đối với trang CP, các bạn nhìn thấy thẻ header, title. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đối với VN Express cũng vậy. Đó là thẻ HTML, doctype HTML, VinFast cũng tương tự như vậy. Thì qua ví dụ này, các bạn thấy được điều gì? Thì các bạn thấy là đối với mã nguồn của cả ba trang này, ba website này, thì đều có chung mã nguồn là HTML. Đó. Và nó khá giống nhau về mặt cú pháp, có nghĩa là phần mở đầu của nó luôn luôn có phần doctype và thẻ HTML. Đó, các bạn có thể thấy nó chỉ khác nhau về mặt nội dung, về mặt bố cục của từng trang. Mỗi lĩnh vực khác nhau thì nội dung khác nhau và bố cục khác nhau, điều đó cũng khá là dễ hiểu. Nhưng mã nguồn thì là giống nhau. Từ đây chúng ta có thể rút ra được điều gì? Có nghĩa là các bạn thấy ba trang web này đều sử dụng ba cái nền tảng công nghệ khác nhau, chắc chắn là khác nhau rồi. Chúng ta không thể biết được nó dùng chính xác là cái gì, nhưng chắc chắn là nền tảng công nghệ khác nhau. Nhưng mã nguồn khi chúng ta xem thì nó giống nhau, nó đều là HTML. Tất cả những cái mã nguồn mà chúng ta đang xem ở ba trang này, nó chính là mã nguồn HTML, hay nói cách khác, nó chính là ngôn ngữ HTML. Từ đây chúng ta có thể kết luận là dù website có xây dựng bên dưới của nó là nền tảng công nghệ gì đi chăng nữa, thì cái đầu ra cuối cùng của nó luôn luôn phải là HTML. Thì tại sao lại như vậy? Thì đơn giản là HTML nó là cái ngôn ngữ duy nhất các bạn nhé, duy nhất mà trình duyệt có thể hiểu và biên dịch được. Biên dịch ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là chuyển đổi những cái mã nguồn này thành những cái nội dung mà chúng ta có thể nhìn thấy. Đó, thì đó gọi là biên dịch. Và tất cả các trình duyệt nó chỉ hiểu được HTML thôi. Cho nên là dù website của các bạn có xây dựng bằng nền tảng công nghệ gì đi chăng nữa, thì đầu ra cuối cùng vẫn luôn phải là HTML để đảm bảo trình duyệt có thể đọc được. Và đây chính là lý do duy nhất mà chúng ta phải sử dụng HTML trong quá trình học lập trình web. Đó, vì
chúng ta muốn thể hiện được nội dung lên trên trình duyệt và truyền tải cái nội dung đó đến người dùng thì chúng ta phải sử dụng HTML để cho trình duyệt hiểu và truyền tải cái nội dung đó đến người dùng. Thì qua ví dụ này tôi đã giúp các bạn hiểu được vì sao chúng ta phải sử dụng HTML trong quá trình học lập trình web. Ở bài học này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.